điểm đến bỏ hoang bị ngăn cấm ở Việt Nam được báo quốc tế ca ngợi. Báo Úc Escape liệt kê 7 địa điểm bỏ hoang trên khắp thế giới khiến du khách luôn háo hức khám phá. Trong đó có một điểm đến ở Việt Nam nhiều năm qua bị cấm cửa, nhưng dòng người vẫn kéo tới. Một số địa điểm trong danh sách này có thể gây ra cái chết, một số sẽ khiến bạn cảm thấy rùng mình và những nơi khác thì đơn giản là khó tiếp cận. Tuy nhiên, tất cả đều có điểm chung là đều bị bỏ hoang, vào loại đáng sợ nhất thế giới mà chỉ những du khách táo bạo mới có thể tận mắt nhìn thấy. Pripyat, Ukraine, bạn sẽ không chọn địa điểm xảy ra thảm họa hạt nhân làm nơi tuyệt vời để khám phá, nhưng thực tế không phải vậy. Pripyat, trước đây là thành phố 49.000 dân, được xây dựng để làm nơi ở cho công nhân tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl xấu số gần đó, vẫn tiếp tục đứng đầu danh sách du lịch đen tối trên toàn thế giới, thu hút du khách bằng sức hấp dẫn chết người của nó. Từ các bức ảnh chụp những bánh xe đu quay rùng rợn cho đến cảnh du khách tham quan các bệnh viện mục nát trong bộ đồ bảo hộ, có vẻ như nhiều người sẵn sàng mạo hiểm tiếp xúc với phóng xạ để đến thăm địa điểm khét tiếng này ở Ukraine, nơi đã trở thành thị trấn ma sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986. Mặc dù mức độ phóng xạ đã giảm kể từ khi thị trấn được sơ tán nhiều năm trước, nhưng việc đến thăm vẫn rất nguy hiểm, đặc biệt nếu bạn đi một mình. Căn cứ tàu ngầm tối mật Pavlov, Nga, đây là phần còn lại của một hầm trú ẩn hạt nhân được cho là được xây dựng để bảo vệ các tàu ngầm hạt nhân thuộc hạm đội Thái Bình Dương thời Liên Xô. Căn cứ được xây dựng vào những năm 50 và 60 và bị bỏ hoang vào những năm 80 của thế kỷ trước. Nó có hai đường hầm khổng lồ đủ lớn để chứa tàu ngầm và nhiều đường hầm nhỏ hơn dành cho nhân viên từng làm việc ở đó. Khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang ở Maldives. Maldives là thiên đường, nhưng cũng là nơi có một số khu nghỉ dưỡng đang mục nát. Theo YouTube Kelbrook, đây là khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang ở Maldives với những biệt thự trên mặt nước không còn nguyên vẹn. Mặc dù khó tiếp cận, nhưng vì vẻ đẹp hoang dã, nhiều du khách đã tìm đến đây để vui chơi, lặn ngắm san hô. Valle dei Mulini, thung lũng của các nhà máy, Sorrento, ý miêu của Sorrento là thị trấn đổ nát nằm dưới đáy thung lũng, là nơi chứa tàn tích của các nhà máy bột mì. Một số công trình xây dựng có niên đại từ thế kỷ 13. Nhà máy được cung cấp năng lượng từ con sông nhỏ ở cuối thung lũng. Ngoài ra còn có tàn tích của một xưởng cưa và nhà máy giặt bị bỏ hoang vào những năm 1940. Giờ đây, chúng đã được cây cối bao phủ như một thế giới đã mất. Tên lửa Titan I-568 Asilo Lacson, Washington, Mỹ, ở một vùng xa xôi của bang Washington, cách thị trấn gần nhất nhiều km, có một hố bỏ hoang, được canh giữ bởi những cánh cổng khổng lồ nặng hàng tấn. Đó là tàn tích của hầm phóng tên lửa Titan. Thợ lặn Jim Brokaw cho hay anh đã lặn bên trong máng tên lửa hiện đang ngập nước nhiều lần. Bên trong các khu vực khác của khu phức hợp, có bằng chứng cho thấy những người khác đã tìm thấy và xâm nhập vào di tích chiến tranh lạnh bị bỏ hoang này, với những hình vẽ bậy rải rác trên tường và tấm kim loại. Tên lửa Titan do Mỹ chế tạo trong thời điểm có nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh. Theo một chuyên gia phát biểu trên Abandon Engineering, những tên lửa này là công nghệ hiện đại, loại mà NASA đang sử dụng, có tầm bắn 6.000 dặm và có thể đạt tốc độ gấp 25 lần tốc độ âm thanh. Tuy nhiên, Silo chỉ tồn tại trong 3 năm, trước khi ngừng hoạt động vào năm 1965 do sự ra đời của công nghệ tốt hơn không cần quá nhiều nhiên liệu. Sân bay Ransdorf, Đức. Sân bay này được Đức sử dụng làm nơi chế tạo máy bay ném bom. Sau đó, Liên Xô đã tiếp quản và làm căn cứ để tấn công Berlin. Đến năm 1990, khi nước Đức thống nhất và nơi này đã bị bỏ hoang, trở thành điểm đến ám ảnh của nhiều người. Công viên nước Thủy Tiên, Huế. Công viên nước bị bỏ hoang lớn nhất thế giới. Về mặt kỹ thuật, việc tham quan công viên nước ở Huế là không được phép, nhưng đôi khi lối vào được bảo vệ và đôi khi không. Công viên nước mở cửa vào năm 2004 khi chưa hoàn thiện, nhưng đã đóng cửa chưa đầy 2 năm sau đó vào năm 2006. Lý do chính xác chưa bao giờ được tiết lộ, nhưng một số người địa phương tin rằng nó bị ma ám vì được xây dựng trên đất của đền miếu. Có tất cả các điểm tham quan bị bỏ hoang, bên trong bao gồm tàn tích bị hư hỏng của một hồ cá. Đường trượt nước và nhà hát vòng tròn được sử dụng để trải nghiệm xem biểu diễn cá heo theo phong cách SeaWorld. Một người dùng TikTok từng khám phá công viên nước này ở Huế cho biết, chắc chắn có một cảm giác kỳ lạ ở đây. Điều thú vị nhất là một con rồng ở giữa. Nếu không có người canh ở đó, bạn có thể leo lên đỉnh.
Tuy nhiên, thông tin không tốt cho những du khách ưa khám phá mạo hiểm là những công trình trong công viên này sẽ bị phá bỏ trong năm nay.